Xin chào các bạn đến với kênh kỹ thuật điện. Thì tiếp tục thì bữa nay hôm nay cũng rảnh làm clip cho bạn xem, cho bạn tham khảo thôi nha. Thì clip hôm nay mình sẽ chia sẻ cho bạn cách lắp đặt một công tắc Panasonic và một bộ kém quân Panasonic luôn nha. Thôi đầu tiên mình có là phải có cái mạch đây, mạch đây. Mình cần có mạch nha, mình cần có mạch. Đây là mạch 2 của Panasonic, nhưng cái này lúc nào nó cũng phải 3 3 3 3, nhưng mà mình để 2 cũng được, 1 cũng được. 1 rồi mình để chính giữa thì nó có, thì nó để xỉ trống chính giữa và nó biết hai bên, còn 2 là nó để trống hai bên và ở chính giữa là nó biết. Vậy thôi, đơn giản vậy rồi. Rồi, đầu tiên mình sẽ lắp vào thôi. Lắp vào công tắc lúc nào mình phải để ở trên. Lắp vào vô đây. Đó, công tắc lúc nào mình phải để ở trên. Và ổ kém này mình phải để ở dưới. Các bạn thấy chưa? Đơn giản chưa? Đó, đây. Công tắc. Công tắc và ổ kém, công tắc ổ kém. Rồi, tiếp theo nữa là dây cầu nối. Cầu nối thì mình sẽ có, dây, mình lấy dây lửa thôi nha, dây lửa thôi, tại cái mình đang làm bên này, đây này, đây cái ổ kém mình đang làm bên này là nó chỉ cần một dây lửa này thôi. Rồi, dây lửa mình sẽ đấu như thế nào này. Rồi, mình chuyển qua camera đường xeo đi. Đây vừa dây lửa như thế này này. Đó, đây của Panasonic Comtec. Đây lửa thì mình đấu vô lửa thôi. Đây lửa này mình cào qua cho công tắc nha, L này. Rồi ok, mình đấu vô lửa. Rồi cào qua cho thằng công tắc bên này, bên nào cũng được, bên này cũng được, bên này cũng được, nhưng mà mình cào bên này qua bên này cho nó dễ gần. Đó, chỉ cần nhét vô thôi. Clip trước nhét vô thì làm sao rút ra được, thì có clip, có bạn đăng ký có clip mình rút ra được. Ok, đây rồi mình sẽ tiếp tục chuyển qua đây. Qua đây để lắp cho bạn xem. Hơi nhìn xíu nha bạn, hơi nhìn xíu tại nó hơi cao quá, không sao đấy. Ok đó. Rồi thì cái đây hiện tại thì nó mình cho bạn xác định dây trước đây. Thì đây mình sẽ có một kẹp đèn và một kẹp dây nguồn. Dây nguồn là 2.5 của mình này. Đây dây đây là 2.5, còn dây đây 1.5 nha. Đèn hoặc một cái thiết bị nào đó cũng được, nhưng mà cần phải có lửa và nguội. Thì đương nhiên dây nguồn xuống cũng phải có lửa và nguội. Rồi bây giờ mình lắp như thế nào là điều quan trọng. Đó. Đây, bây giờ mình sẽ lắp lửa vô lửa này, nguội và nguội bên ổ kém. Rồi, đơn giản. Thì mình sẽ quy định dây đây, đầu dây nào là đầu dây lửa và đầu dây nào là đầu dây nguội nha. Đó, đây, mình quy định dây mè xanh là dây lửa này, này. Kéo lên xíu cho bạn xem. Kéo cao quá, từ từ. Đó, dây xanh dây lửa và dây vàng. Dây xanh là dây nguội, dây vàng là dây lửa. Rồi đó do mình quy định thôi, không sao hết. Vô, mình cứ lửa thì vô lửa thôi, lửa vô lửa, nguội vô nguội. Họ chỉ cần nhét vậy là ok, lửa và nguội vào nguội. Cái này bạn ở xa thấy không? Lửa là dây vàng, nhưng lửa. Rồi cầu qua đây. Rồi tiếp theo là đèn hay quạt, là mình sử dụng công tắc đó. Rồi lượng nguội, nguội vô nguội này. Dây mè đen là mình quy định dây nguội, còn dây đây dây lửa này, dây lửa thì mình vô công tắc, đầu công tắc, đầu vô còn lại của công tắc, đơn giản, thấy không? Thấy đơn giản quá, đầu còn lại của công tắc này. Ok, như này là xem này. Bây giờ mình sẽ lắp mặt nạ, lắp vít vét mặt nạ vào. Đây mặt nạ nó, đây mặt nạ nó có hai đây,
đó, vít vít vào mặt nạ. Đây mình dùng máy nha các bạn, dùng máy nha, dùng máy dùng te lâu đấy, máy ốc, ốc mình đã dùng te lâu đó. Tàu buổi có máy bán pin ri ồn mà mua về xài. Rồi test mặt nạ vào thôi. Đó, tại nhà chưa xem nên mình để bị bén, xe này sơn xem rồi á, người ta vệ sinh hết rồi lấy bị bén ra là mới toanh luôn. Đây chưa lót nền này các bạn, này chưa lót nền. Ha, vẫn còn bày nhà tùm lum. Thường thì mình sẽ người ta lót nền xem mình mới bét vệ sinh sạch sẽ, mới bét những công tác ổ kém này. Rồi chưa nốt liền nên rảnh thời gian đi bét trước. Thôi các bạn thấy hay thì nhấn đăng ký kênh cho mình nha, để mình ra nhiều clip cho các bạn xem. Rồi chào tạm biệt các bạn.